Trong tập trước, Phương Lâm sau khi đánh bại được Trưởng Tôn thì gặp phải sự truy sát của Chiến Lão Quỷ. Mặc dù đã được Thác Sâm cùng bố vợ Lam Mộng Đạo Tôn nhiệt tình ra tay giúp đỡ, nhưng Vương Lâm vẫn dính trọng thương mà bỏ chạy. Sau đó, do đã dung hợp với hồn thứ ba của Thất Thải Thiên Tôn mà Vương Lâm lúc này đã bị đắm chìm vào trong ký ức của lão. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Ta biết rồi, thay đổi ký ức của Thất Thải Thiên Tôn khiến cho ký ức xuất hiện mâu thuẫn, xuất hiện hỗn loạn. Trong nháy mắt đó, nương theo ký ức khác biệt này, ta có thể cảm nhận được vị trí của bát môn. Mâu thuẫn và hỗn loạn càng lớn thì ta lại càng cảm nhận được rõ ràng, thậm chí có thể từ đó tìm ra được cánh cửa thực sự. Đây là phương pháp duy nhất của ta, thay đổi ký ức của Thất Thải Tiên Tôn. Tô Đạo, mấy ngày này ngươi nên tu luyện thuật này nhiều hơn. Chỉ còn 5 tháng nữa là tới cuộc thi đấu của Đông Lâm Tông chúng ta. Minh người đứng đầu có thể tiến vào Đông Lâm Chỉ tu hành. Ngươi nếu có thể vào đó thì thành tựu sau này không thể lường được. Tất cả đều thay đổi rồi. Vương Lâm ngẩng phát đầu. Trong ký ức của Thất Thải Tiên Tôn, hắn cực kỳ khắc sâu đối với cuộc thi đấu 5 tháng sau này. Tại lần thi đấu này, Chu Lập bởi vì đạt được Vân Đạo Thiên Thuật, hơn nữa tu vi vốn đã không tầm thường tại Đông Lâm Tông, tiến vào hàng ngũ 10 người đứng đầu, đạt được thành tích đứng thứ 9, có thể tiến vào trong Đông Lâm Chỉ tu hành. Mà Tô Đạo bởi vì không đạt được tư cách tu hành Vân Đạo Thiên Thuật nên tính cách nhút nhát càng nặng, thậm chí mơ hồ tâm lý vạn vẹo, xuất hiện bóng ma. Trong lần thi đấu này hắn thất bại, có thể nói là trong lần thi đấu này, cuộc đời Tô Đạo đã xảy ra một bước ngoặt lớn, cũng chính nó là nguyên nhân khiến cho tính cách hắn kịch biến. Mấy năm sau đó, Tô Đạo không thể gượng dậy nổi, rất ít giao thiệp với người khác, cả ngày bế quan tu luyện, cho tới khi hắn ngẫu nhiên gặp được sư tổ, được hắn tự mình giáo hóa thì mới chậm rãi tỉnh ngộ. Đáng tiếc là chuyện tốt không dài, một lần gặp phải chuyện ngoài ý muốn khiến cho Tô Đạo bị khu trừ khỏi Đông Lâm Tông, từ đó về sau không còn có Tô Đạo của Đông Lâm Tông nữa, hắn chỉ còn cách tự mình gắng gượng không cam lòng, hóa thành sự tàn nhẫn và sát khí, cuối cùng tự sáng tạo ra Thất Đạo Tông, trở thành tông chủ Thất Thải Tiên Tôn. Còn về phần Chu Lập thì vào ngày Thất Thải Tiên Tôn thành đạo đã bị hắn bắt, giết chết một cách vô cùng tàn nhẫn. Những hình ảnh này lần lượt quay về trong đầu Vương Lâm. Hắn ngồi trên tảng đá cạnh con sông uốn lượn giữa ngọn núi, nhìn nước sông, tựa hồ như thế trí nhớ của Thất Thải Tiên Tôn đang chảy xuôi trong đầu hắn. Đây đã là ngày thứ ba Tô Đạo được sư tôn truyền thụ cho Vân Đạo Thiên Thuật. Sư tôn hắn lập tức bế quan sau đó. Còn về Chu Lập thì sau khi được truyền thuật liền ảm đạm rời đi. Chẳng qua nỗi hận đối với Tô Đạo thì giống hệt Tô Đạo đối với hắn năm xưa. Nước sông ào ạt chảy. Ký ức của Tô Đạo trong hồn thứ ba dần dần bị thay thế bởi khẩu quyết Vân Đạo Thiên Thuật. Đông Lâm Tông ở trong một khu vực của Tiên Cương Đại Lục, nằm trong Cửu Tông Thập Tam Môn, cho dù không cường đại bằng Tử Dương Tông nhưng cũng cực kỳ thần bí, đệ tử trong tông rất ít khi xuất ngoại. Tam đại thần thông của tông này thanh danh cũng hiển hách của Tiên Cương Đại Lục. Trong tam đại thần thông, Vân Đạo Thiên Thuật này lại càng thâm sâu kỳ ảo, chú trọng mây mù trong thiên địa, giống như là đại đạo, lấy mây ngộ đạo, sau khi dung hợp lại mượn mây mà sinh ra thần thông. Hấp thu lực lượng mây mù trong thiên địa, hóa thành thuật pháp của bản thân, thì triển Vân Đạo Thiên Thuật đại pháp, trong đó ngưng tụ vân thú của bản thân, thôn vân thổ vụ chính là thức thứ nhất của thần thông này. Thức thần thông này ẩn chứa bên trong khẩu quyết nhập môn, nếu có thể tu luyện khẩu quyết này tới mức tận cùng thì cũng có thể cảm ngộ ra thức thứ nhất này. Đối với người ngoài mà nói thì muốn tu hành khẩu quyết của Vân Đạo Thiên Thuật này đạt tới viên mãn rất mất nhiều thời gian, cũng phải có lực lượng minh ngộ rất mạnh, nhưng Vương Lâm vốn có tu vi cao thâm, Tô Đạo và Chu Lập năm xưa còn xa mới có thể sánh bằng. Hơn nữa bảy đạo bổn nguyên của hắn cũng đều là do bản thân hắn cảm ngộ ra, cho nên tu hành khâu quyết nhập môn của Vân Đạo Thiên Thuật này đối với hắn rất đơn giản. Trong nước sông trước người Vương Lâm có một tia bạch khí lơ lửng, giống như một làn khói mờ ảo, bay thẳng về phía Vương Lâm, vờn mấy vòng xung quanh thân thể hắn rồi theo thất khiếu chui vào trong cơ thể. Từ từ, trên khắp con sông uốn lượn theo sườn núi này đều có bạch khí lơ lửng, giống như mây mù tràn tới, bao phủ cả thân thể của Vương Lâm. Từ từ dung nhập vào bên trong, thân ảnh Vương Lâm ở trong bạch khí, như ẩn như hiện. Hồi lâu sau, chẳng những trong dòng sông xuất hiện bạch khí mà cả cây cỏ trên ngọn núi này cũng có bạch khí nhẹ nhẹ lan ra, dung nhập vào người hắn. Rất nhanh sau đó, trong phạm vi trăm trượng quanh thân thể Vương Lâm sương mù đã dày đặc tới mức giơ tay không nhìn thấy ngón, toàn bộ đều có bạch khí lượn lờ, giống như bên trong có rào long đang quay cuồng vậy. Không biết sau khi ta rời khỏi đệ ngũ hoa thì Vân Đạo Thiên Thuật này có thể tu luyện xong hay chưa? Trong bạch khí, đôi mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư, thật này dù hắn mới chỉ tu luyện 2 ngày nhưng lại nhìn ra sự mênh mông như biến rộng của nó. Loại pháp thuật hấp thu vân khí nhập thể này có thể thay đổi kết cấu cơ thể, cuối cùng giống như mây trên bầu trời, mờ ảo trong thiên địa, khiến cho người ta không thể dò xét nối. Vương Lâm ngồi bên bờ sông, thời gian thoáng cái đã qua 1 tháng. Trong 1 tháng này, hắn vẫn luôn khoanh chân ngồi ở đó, không ngừng hấp thu bạch khí lan ra từ vạn vật, dung nhập vào trong cơ thể, hóa thành một loại cảm giác ấm áp và thoải mái vô cùng kỳ diệu. Hắn càng tu luyện thuật này thì thiên địa bốn phía lại càng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Đây là do ký ức bị thay đổi tạo thành.
Chẳng qua nó cũng không kịch liệt như lúc điên đảo càn khôn, mà dấu hiệu vạn vẹo như sụp đổ này vẫn không thể khiến Vương Lâm xác định được vị trí của cửa thật. Một ngày nọ, sương mù ở bên ngoài thân thể Vương Lâm chậm rãi tiêu tán, cuối cùng trong chớp mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn. Vương Lâm mở bừng đôi mắt, trong mắt có mây khói lượn lờ, thoạt nhìn mơ hồ một mảnh nhưng lại tràn ngập một luồng lực lượng kỳ dị khiến cho người ta chấn động tâm thần, khiến người ta nhìn lại mà như đắm chìm vào trong mây mù, không phân được phương hướng, quên mất cả bản thân. Thuật này thật bất phàm. Vương Lâm phun ra một ngụm trọc khí, hơi thở như mây bị thổi ra cách cơ thể hắn ba trượng mới từ từ tiêu tán. Vân khí ở nơi này cũng không quá nồng đậm, tu hành thuật này không đủ. Nếu muốn khẩu quyết nhập môn của thuật này đại thành thì phải dẫn động ký ức thay đổi, hấp thu nhiều vân khí hơn nữa. Vương Lâm đứng dậy, ánh mắt lóe lên. Trong đầu hắn hiện ra một loạt hình ảnh, trong đó cũng lộ ra một phần bản đồ. Bản đồ này là một tháng trước khi sư tôn của Tô đã truyền thụ pháp thuật. Trong nháy mắt khi Vương Lâm thay đổi ký ức của hồn thứ ba, đột nhiên xuất hiện cảm ứng với bát môn trong thế giới của đệ ngũ hoa. Chẳng qua trong nháy mắt khi cảm ứng với bát môn tiêu tán, Vương Lâm chỉ có thể dựa vào cảm giác mà khoanh vùng vị trí của bát môn này. Trong một tháng hắn không ngừng tu luyện vân đạo thiên thuật này, không ngừng kích thích ký ức của hồn thứ ba. Ngay trong lúc thiên địa xuất hiện dấu hiệu sụp đổ thì từ từ bản đồ này hiện lên trong đầu Vương Lâm, không ngừng mở rộng, vị trí trên bản đồ cũng từ từ rõ ràng hẳn lên. Vừa đứng dậy, thân thể Vương Lâm vừa vọt lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi bờ sông, khi xuất hiện đã ở trên bầu trời Đông Lâm Tông. Hắn không dừng lại mà cả người tản mát ra từng luồng bạch khí, giống như một đám mây, nhanh chóng lao về phía trước. Vân đạo thiên thuật, thoáng một cái đã đi được vô số dặm. Trên bầu trời, trong một khu vực tràn ngập mây đen, sấm chớp ầm ầm, nước mưa ào ào chút xuống, mưa tầm tã đổ xuống bình nguyên phía dưới. Phạm vi mây đen này rất lớn, cũng bao phủ cả một tòa thành trì ở dưới kia. Trong thành trì này sinh sống vô số phàm nhân của Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm đứng trong mây đen giữa không trung, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết vùng mạnh về phía trước, hướng về phía ngoài hút một cái sấm sét ầm ầm kịch liệt hơn. Những tia chớp lóe lên khắp thiên địa, mưa lại càng lớn hơn nữa. Những đám mây đen này cũng quay cuồng lên. Từ trong thất khiếu của Vương Lâm có một tia vân khí không ngừng từ trong đám mây đen bay ra, chui vào cơ thể hắn. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua 7 ngày. Sau 7 ngày này, mây đen từ nồng đậm trở nên mỏng manh, cuối cùng biến mất trong phạm vi lớn, chỉ còn lại một đám mây mù lớn cỡ nắm tay trên bầu trời. Đám mây mù này dường như có linh hồn, bay nhanh về phía trước. Những nơi nó đi qua, tầng mây ở đó chỉ cần chạm nhẹ với đám mây này liền lập tức quay cuồng kịch liệt, cuối cùng bị hấp thu rồi biến mất. Đám mây thoạt nhìn chỉ lớn như nắm tay kia lại bay nhanh đi. 7 ngày sau, tính từ lúc Vương Lâm học được vân đạo thiên thuật này thì đã hơn 2 tháng. Vào một ngày cuối cùng của tháng thứ 2, mây mù trên bầu trời không biết đã bay qua bao nhiêu địa phương liền nhanh chóng co rút lại, cuối cùng hóa thành 7 con vân long, chui vào trong thất khiếu của thân ảnh vừa hiện ra trong ngàn mây. Vương Lâm thở thật sâu một hơi, mở hai mắt, đồng tử đã biến mất, thay thế vào đó là một vùng mây mù, thoạt nhìn trông rất kinh người. Thời gian 2 tháng đã tu luyện vân đạo thiên thuật này tới tầng thứ 9, chỉ còn kém một chút là đại viên mãn. Đây cũng không phải là thu hoạch lớn nhất, thu hoạch chính thức là theo 2 tháng tu luyện này, nhờ việc không ngừng thay đổi ký ức, ta đã tìm ra đệ nhất quan trong bát môn. Hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, chẳng qua đồng tử của hắn từ sau khi hình thành mây mù thì trong mắt lại có vẻ mông lung. Trong đầu hắn, bản đồ kia đã có một cánh cửa rõ ràng hiện lên. Nếu vận khí tốt thì có lẽ chỉ một lần là tìm thấy cửa thật. Thân thể Vương Lâm bước từng bước về phía trước, đi thẳng về phía mặt đất. Nơi này là một vùng cây cối rậm rạp, có rất nhiều ngọn núi lớn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng mãnh thú gầm giống. Trong phút chốc Vương Lâm đã nhảy vào trong đám cây cối, lao thẳng về phía trước, dựa vào bản đồ trong đầu mà đi tới vị trí cánh cửa. Không bao lâu sau, thân thể Vương Lâm dừng lại bên cạnh một cây đại thụ tầm thường trong đám cây cối. Hắn nhìn chằm chằm vào cây đại thụ này, chỉ thấy nó cao hơn 10 trượng, trên thân cây có rất nhiều vết nứt nẻ. Không biết cái cây này đã sống bao lâu rồi, thân cây phải 5 người ôm cũng không hết. Một con mãng xà lớn tới cả trăm trượng đang quấn quanh thân cây, cái đầu rất lớn ngẩng lên, lưỡi phun phì phì, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm không để ý tới mãng xà mà đặt tay phải lên thân cây, hai mắt từ từ nhắm lại. Cái đầu của con mãng xà co rụt lại, thân thể nhúc nhích, từ từ bò lên phía trên. Nó cảm nhận được sự đáng sợ của Vương Lâm, không dám trêu chọc hắn. Sau khi nó bò lên mấy trượng xong, thân thể liền vọt đi, rời khỏi cây đại thụ này, trực tiếp rơi xuống mặt đất, làm bay lên một đám lá khô nát vụn. Thân thể lại vọt lên, chạy sâu vào trong rừng. Ngay trong tích tắc khi con mãng xà rời đi, đôi mắt Vương Lâm mở bừng ra, nhìn về phía con mãng xà vừa rời khỏi cách hắn trăm trượng, hai mắt lóe sáng, lao thẳng tới con mãng xà, tay phải hắn đột nhiên nắm lấy cổ nó. Con mãng xà run rẩy, phát ra tiếng rít gào, cơ thể vặn vẹo, tỏa ra hắc mang kinh thiên. Có một hư ảnh khổng lồ mơ hồ hiện ra trên lưng mãng xà. Con mãng xà này mới là một trong bát môn chứ không phải cây đại thụ kia. Điều này trong chớp mắt khi nó rời đi Vương Lâm mới phát hiện ra. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa biến ảo ra sau lưng con mãng xà,
Vương Lâm từng bước tới. Sau nửa canh giờ Vương Lâm mới rời khỏi đám cây cối này. Thần sắc hắn bình tĩnh nhưng trong lòng thầm than. Mãng xà kia đích thực là một trong bát môn nhưng lại không phải cánh cửa thực. Ngũ hoa bát môn nếu cứ tìm từng cái một thì nhất định sẽ có thể tìm ra được cửa thực. Chẳng qua cho dù tu luyện vân đạo thiên thuật này tới viên mãn thì đối với ký ức của hồn thứ ba cũng biến đổi còn chưa đủ kịch liệt. Như vậy rất khó tìm kiếm bát môn. Lúc này chỉ còn có thể đợi mấy tháng nữa. Trong trận thi đấu của Đông Lâm Tông, cuộc thi đấu này đối với Thất Thải Tiên Tôn là một kỷ niệm rất khó quên. Nếu trong cuộc thi này có thể nghịch chuyển ký ức của hắn thì trong một khắc hỗn loạn đó ta có thể tìm được cửa thật. Vương Lâm ở giữa không trung trầm tư suy nghĩ, thân ảnh hắn hóa thành mây mù bay nhanh về hướng Đông Lâm Tông. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ thoáng cái đã qua 3 tháng. Chuẩn xác mà nói đây đã là tháng thứ 5 sau khi Vương Lâm học được vân đạo thiên thuật. Lần thi đấu của Đông Lâm Tông lúc này bắt đầu diễn ra. Đông Lâm Tông vốn là một trong cửu tông thập tam môn, cứ 6 năm lại tổ chức một lần thi đấu giữa các đệ tử cấp thấp, từ trong đó tuyển ra những người ưu tú tiến hành bồi dưỡng trọng điểm để có được tư cách tiến vào Đông Lâm chỉ tu luyện. Mỗi người trong đó đều cực kỳ mạnh mẽ. Tu sĩ tu luyện vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, mọi chuyện vốn tàn khốc, cho nên mỗi lần thi đấu dù đều yêu cầu điểm nến là dừng nhưng vẫn luôn xuất hiện chết chóc. Đối với hiện tượng này, chỉ không cần không phải liên tục giết chóc thì thường thường các tông môn cũng không để ý tới. Đông Lâm Tông cũng có 321 hệ, mỗi một hệ cũng sẽ phái 3-5 người tham gia thi đấu. Hệ xuất sắc nhất sẽ đạt được tặng phẩm phong phú, cho nên thi đấu cạnh tranh khá tàn khốc. Hơn 1.000 người tỉ thí, thường thường phải mất một thời gian dài. Mỗi lần như vậy thì Đông Lâm Tông lại náo nhiệt chưa từng có. Mà Đông Lâm Tông quá lớn, đệ tử của các hệ cũng rất ít người biết nhau. Cứ mỗi lần thi đấu này cũng là một lần quen biết. Một ngày nọ, sư tôn của Tô đã lại xuất quan, triệu tập các đệ tử. Từ bên trong đó tuyến ra 3 người tham gia lần thi đấu này. Vương Lâm và Chu Lập hiển nhiên là có mặt. Một người còn lại là một nữ tử, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói nụ cười như thiên tiên. Nữ tử này tên là Tần Mai. Trong ký ức của hồn thứ ba, đối với nữ tử này hắn nhớ rất rõ, dường như còn có vẻ quý mến nhau. Đáng tiếc là sau lần thi đấu này, Tần Mai và Chu Lập trở thành đạo lữ, cắt đứt ý niệm trong đầu Tô Đạo. Người ngoài rất khó có thể tưởng tượng được Tô Đạo lúc này lại có thể trở thành Thất Thải Tiên Tôn sát phạt quyết đoán, âm mưu thâm độc sau này. Nhưng điểm này Vương Lâm lại cảm thấy đồng cảm. Hắn còn nhớ rõ hơn 2.000 năm trước, bản thân mình so với hiện tại như hai người khác nhau vậy. Hoàn cảnh có thể thay đổi hết thảy, kinh nghiệm có thể thay đổi tính cách. Đây có thể là cơ duyên, cũng có thể là sự hủy hoại. Tô sư đệ, còn chưa kịp chúc mừng ngươi đạt được tư cách tu hành vân đạo thiên thuật, mấy ngày này mãi không nhìn thấy bóng dáng ngươi, hôm nay mới được gặp đó. Trong khi Vương Lâm trầm tư thì bên tai hắn chuyển tới giọng nói êm tai như của chim bách linh. Tần Mai nọ khéo léo cười nói nhìn Vương Lâm, lời nói êm ái như làn gió thơm mát tràn tới. Vương Lâm mỉm cười thong dong không nói gì, nhưng nụ cười nọ rơi vào trong mắt Tần Mai lại khiến trong đáy lòng nàng kinh ngạc. Trong trí nhớ của nàng, Tô Đạo này luôn luôn ngại ngùng, nếu mình bắt chuyện với hắn thì nhất định hắn sẽ đỏ mặt. Nhưng hôm nay đối phương lúc này mỉm cười lại lộ vẻ hào hiệp, dường như không giống trước kia, như ẩn chứa một cảm giác không nói lên lời. Tô Đạo vốn là người cực kỳ anh tuấn, lúc này lại mang theo nụ cười mỉm của Vương Lâm, tự nhiên có một luồng mị lực đặc biệt. Cách đó không xa, Chu Lập nhìn thấy cảnh này, thần sắc trở nên âm trầm. Hôm nay hắn nhìn giống như 5 tháng trước nhưng trên thực tế trong mắt đầy tơ máu và sự uể oải, biểu lộ sự hành hạ trong nội tâm của hắn 5 tháng qua. Tần Mai còn muốn nói thêm nhưng sư tôn đã phất tay áo, một vùng mây lành bao phủ 3 người, gào thét lao đi, thẳng tới tông chủ của Đông Lâm Tông. Thi đấu của đệ tử cấp thấp, chiến trường chính là trên sân rộng phía trước tông chủ của Đông Lâm Tông. Nếu là thời gian khác thì đệ tử các hệ không được triệu kiến sẽ không được phép bước vào đây nửa bước. Cũng chỉ có trong những cuộc thi đấu này, đệ tử các hệ có thể vào ở đây, thậm chí với rất nhiều người, trong cả đời cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi. Sân đấu không lớn, nhưng cũng có thể dung nạp mấy nghìn tu sĩ. Chẳng qua nếu tỉ thí ở nơi này thì phạm vi tất nhiên là không đủ. Nhưng Đông Lâm Tông có thể trở thành một trong cửu tông thập tam môn, những chuyện bên trong người ngoài khó có thể lường nổi. Ở trong quảng trường này, các đời tông chủ và trưởng lão Đông Lâm Tông đều đã không ngừng bố trí trận pháp cấm chế. Mỗi một lần tới thời gian thi đấu, đều mở ra một bộ phận nhỏ trong đó, xé mở thiên địa, tiến nhập vào bên trong cái khe không gian thuộc về Đông Lâm Tông. Nơi đó mới là chiến trường của lần thi đấu này. Lúc này tại quảng trường của tông chủ Đông Lâm Tông, từng đạo cầu vồng gào thét trên không trung, không ngừng đi tới nơi này. Trong mỗi một đạo cầu vồng đều là sư tôn của các hệ dẫn theo đệ tử đến đây. Dù chỉ là thi đấu giữa đệ tử cấp thấp nhưng trong đó rất có thể lại xuất hiện một anh tài trong thời gian tới. Vì vậy mỗi một lần thi đấu, Đông Lâm Tông không mời bất cứ ngoại nhân nào tới tham dự, hoàn toàn là việc của nội bộ tông phái. Nhưng từ tông chủ cùng thái thượng trưởng lão cho tới các chấp sự, toàn bộ đều gặp có mặt quan sát trong đám đệ tử cấp thấp, xem có tồn tại những nhân vật phi thường hay không. Vào lúc Vương Lâm đi tới sân đấu, nơi đây những đệ tử tới tham dự cuộc đấu này đã lên tới gần 1.000 người. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng thoạt nhìn cũng không hề rối loạn chút nào.
vô cùng ngay ngắn trật tự, rất ít tiếng tranh luận ầm ĩ. Do vậy, tự nhiên sẽ có một cỗ uy áp vô hình tràn ngập trong tâm thần mọi người nơi này. Mà bởi nhân số càng ngày càng nhiều, cỗ uy áp này càng ngày càng mãnh liệt, truyền vào nội tâm khiến trái tim người ta đập thình thịch, không dám ồn ào náo động. Sau nửa canh giờ, đệ tử của 321 hệ toàn bộ đã tới, đứng trong quảng trường, mỗi người đều hồi hộp đứng trầm mặc. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhưng Tần Mai bên cạnh hắn lại không thể mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ rất ngưng trọng, hình như có hơi bất an và không tự nhiên. Chu Lập có đỡ hơn, nhưng cũng có thể nhìn ra rằng hắn đang cực kỳ hồi hộp. Vẻ thong dong của Vương Lâm rơi vào mắt Tần Mai làm cho nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng chẳng biết tại sao nội tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đông Lâm Tông chúng ta thế hệ mới xuất hiện lớp lớp, khiến cho bổn tông được liệt vào một trong cửu tông thập tam môn. Tất cả những điều này đều là do các vị tiền bối trong sư môn của các ngươi phải dùng máu tươi đổi lấy, truyền thừa đến nay, tới thế hệ đệ tử các ngươi lúc này đây. Hôm nay là ngày thế hệ đệ tử các ngươi thi đấu. Ta hy vọng ở trên người các ngươi, nhìn thấy tương lai của Đông Lâm Tông chúng ta. Ta hy vọng ở trên người các ngươi, cảm thụ được sự bất khuất và quả quyết của tu sĩ thế hệ này. Đệ nhất quan là tiến vào cái khe của Đông Lâm, thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, có thể lấy được tối thiểu 30 lệnh bài ở nơi này là quá quan. Một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong thiên địa nơi quảng trường này, chỉ thấy một vùng kim quang tràn ngập bốn phía, mơ hồ xuất hiện mấy trăm thân ảnh. Những thân ảnh này, toàn bộ đều là cường giả của Đông Lâm Tông, lúc này đồng loạt khoanh chân ở trên không, ánh mắt đảo qua hơn 1.000 đệ tử dưới sân đấu, trong đó có hơn 10 ánh mắt rơi vào người Vương Lâm. Cảnh tượng tương tự, Vương Lâm đã từng thấy trong ký ức của Thất Thải Tiên, ngôn ngữ như nhau, nhân số tham dự như nhau. Ngay cả kim quang xuất hiện tràn ngập không gian cũng đều giống hệt nhau, duy chỉ có một điểm bất đồng, đó là những ánh mắt quét tới theo ký ức của Thất Thải phần lớn là nhìn về phía Chu Lập. Về phần tu đạo ở nơi này, tuy nói cũng có vài ánh mắt ngưng tụ đến, nhưng dưới những ánh mắt đó, tâm thần tu đạo run rẩy, cúi đầu lùi bước, biểu hiện rất là chật vật. Trái lại Chu Lập tuy nói cũng có run rẩy, nhưng không có lùi bước, mà là ngẩng đầu ưỡn ngực, cắn răng kiên trì, dựa vào thiên tư hơn người và việc đạt được tư cách tu luyện Vân Đạo Thiên Thuật, có thể nói tỏa sáng kỳ dị. Nhưng lúc này tất cả đều đã bị cải biến, cũng có ánh đảo qua thân thể Chu Lập, nhưng mặc cho hắn có kiên trì tới đâu cũng không có một chút tác dụng nào. Những ánh mắt kia chỉ khẽ quét qua hắn, đại đa số đều ngưng tụ ở trên người Vương Lâm, mà thần sắc Vương Lâm lúc này lại vẫn trước sau như một, vô cùng bình tĩnh, không có một chút biến hóa, phảng phất những ánh mắt này ngưng tụ lại đối hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Trên thực tế cũng đích thật là như vậy. Chu Lập nắm chặt nắm tay, cúi đầu, hai mắt lộ ra sự đố kỵ và oán hận ngập trời. Hắn trong năm tháng này vẫn không thể nào hiểu được vì sao mà tu đạo vốn nhu nhược lại phát sinh biến hóa to lớn như thế, khiến những thứ mà hắn nghĩ vốn phải thuộc về hắn lại bị tu đạo cướp đi. Nhập quan. Lúc này, giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên, toàn bộ sân đấu lập tức bị một vùng ánh sáng đầy màu sắc thay thế. Ánh sáng vạn trượng tràn khắp bầu trời trên quảng trường này, một dòng xoáy khổng lồ xuất hiện, dòng xoáy này ầm ầm chuyển động, giống như một hắc động, lộ ra một thế giới xa lạ trong đó. Trong nháy mắt khi dòng xoáy xuất hiện, bên ngoài thân thể những đệ tử cấp thấp tham gia thi đấu đều có ánh sáng vờn quanh, cuốn lấy thân thể bọn họ, hóa thành những đạo cầu vồng bay thẳng về dòng xoáy. Hơn 1.000 người, hơn 1.000 đạo cầu vồng, đồng loạt tiến vào dòng xoáy. Sau một lát, toàn bộ đều biến mất hoàn toàn. Sân đấu thoáng một cái liền vắng lặng, chỉ còn sư tôn của đám đệ tử đứng ở nơi đó, hướng về phía những thân ảnh trong kim quang trên bầu trời cung kính ôm quyền, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xem thi đấu. Dòng xoáy trên bầu trời ở trước mắt tất cả mọi người chậm rãi dừng xoay tròn, hóa thành một mặt gương, hiện thị rõ ràng mọi thứ trong cái khe Đông Lâm. Chỉ cần dùng thần thức dung nhập vào là có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên trong. Phương thức này khiến tất cả tu sĩ có đại thần thông của Đông Lâm Tông có thể tìm ra những nhân vật kiệt xuất trong thời gian tới. Đây là một vùng đất vô biên vô hạn màu đen kịt, bầu trời hôn ám, giống như bầu trời vào lúc hoàng hôn, tràn ngập bụi đất. Nơi đây chính là cái khe không gian do Đông Lâm Tông mở ra. Tất cả cảnh tượng đều mô phỏng theo một vùng của Tiên Cương Đại Lục. Nơi Vương Lâm xuất hiện là một vùng bình nguyên cỏ dại mọc cao quá đầu người, vị trí này hoàn toàn giống với vị trí trong ký ức của Thất Thải Tiên Tôn. Năm đó đích tô đạo ở trong cửa thứ nhất này nội, cuối cùng bị đoạt mất lệnh bài mà thất bại. Hắn chỉ có thể nhìn Chu Lập và mấy người trong hệ hắn trổ hết tài năng, tỏa sáng vạn trượng trong cửa thứ nhất này, mà tô đạo chỉ còn là một hạt bụi bặm không đáng kể dưới ánh sáng kia. Chuyện này khắc sâu trong ký ức của tô. Chính ở nơi này tô đạo cũng bị Chu Lập ngược đãi tàn nhẫn, tuy rằng không giết, nhưng loại thương tổn này cũng khiến tô đạo cả đời khó quên, nguyên nhân chính khiến tính cách hắn biến đổi. Ta đã tới, tất cả sẽ thay đổi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời hôn ám, thì thào tự nhủ. Vương Lâm đi trên bình nguyên này, cỏ dại ở trước người hắn tự rẽ ra hai bên, lộ ra một con đường nhỏ. Bước chân của hắn không nhanh, thời gian 3 ngày cũng đủ để cho hắn hoàn thành mọi chuyện. Chỉ là Vương Lâm vẫn còn suy nghĩ phải làm thế nào để kích thích hồn thứ 3 của Thất Thải,
khiến cho ký ức của hắn hỗn loạn trong phạm vi lớn. Ở trong cửa thứ nhất này có lẽ có thể làm được chuyện này. Vương Lâm dừng chân lại, trong tiếng thì thào ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời u ám, một đạo cầu vồng gào thét bay đi. Nhưng khi bay ngang qua không trung trên đầu Vương Lâm đột nhiên dừng lại, kiếm quang lóe lên, thân ảnh ở bên trong đạo cầu vồng kia lao thẳng tới Vương Lâm. Đó là một thanh niên mặc áo bào màu lam, mặt hắn đầy sát khí, còn có khí tức mùi máu tanh tràn ngập thân thể hắn. Kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt hắn đã tới gần, chuẩn bị chặt lấy đầu Vương Lâm. Nhưng ngay khi hắn tới gần, Vương Lâm chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ về phía kiếm quang kia. Hào quang vạn trượng đột nhiên lóe lên, trực tiếp sụp đổ. Lộ ra ở bên trong là một phi kiếm đã vỡ thành từng mảnh cùng với một thanh niên vẻ mặt hoảng sợ đằng sau. Thanh niên kia chấn động, thân thể lập tức nổ tung, biến mất ở trước mặt Vương Lâm. Chỉ còn lại ba miếng lệnh bài bị ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ, lơ lửng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Được rồi, ở trong cửa thứ nhất này đã có được chuyện tốt đầu tiên. Vương Lâm vung tay áo, sau khi thu hồi ba miếng lệnh bài, thân thể liền bước về phía sau, trong nháy mắt tiêu tan hoàn toàn. Lúc hiện ra, hắn đã ở bên cạnh một đạo cầu vồng đang gào thét bay trong không trung. Bên trong đạo cầu vồng kia là một thiếu niên chừng 17-18 tuổi. Thiếu niên này vẻ mặt cảnh giác, trong lúc phi hành liên tục quan sát bốn phía. Nhưng Vương Lâm xuất hiện quá mức đột ngột, thiếu niên này trong lúc sửng sốt, bị Vương Lâm vỗ một chưởng vào hư không, thân thể run lên, lập tức rơi xuống. Vương Lâm không giết người tùy tiện, nâng bàn tay lên, trong tay đã có một tấm lệnh bài rồi xoay người nhoáng lên một cái, thân ảnh biến mất. Trong cửa đầu tiên của cuộc tỉ thí ở Đông Lâm Tông này, Vương Lâm giống như là một con sói giữa bầy dê. Hễ những người nào gặp phải hắn đều không thể chạy thoát, đều bị hắn lấy đi lệnh bài. Dần dần, Vương Lâm ở trong cửa thứ nhất này thanh danh hiền hách, gần như khiến cho người khác sau khi nhìn thấy hắn sẽ hoảng sợ mà tự giao ra lệnh bài. Đối với những tu sĩ bậc thấp, Vương Lâm ra tay cực kỳ tùy ý. Hắn biết nơi này là thế giới do ký ức của thất thải biến thành, tất cả những chỗ không hợp lý đều đã ở trong ký ức này nghịch chuyến, trở thành hợp lý. Ví dụ như lúc này ở bên ngoài cửa thứ nhất, những quan khách đang ngồi xem ở trong sân của Đông Lâm Tông, sự tồn tại của bọn họ, ánh mắt và tâm tư của bọn họ thực tế đều là do ký ức của thất thải biến thành. Cũng có thể nói, thất thải cảm thấy họ như thế nào thì họ ở trong thế giới này sẽ có biểu hiện như vậy. Người này là ai? Không ngờ trong một thời gian ngắn mà hắn đã có được hơn 300 tấm lệnh bài. Giết người rất quyết đoán, tu vi của hắn thoạt nhìn cũng không cao hơn người bình thường nhiều, nhưng trong mỗi chỉ đều ẩn chứa vân khí, cực kỳ bất phàm. Lần so tài thứ nhất này, người này rất có khả năng không có đối thủ. Không ngờ trong đám đệ tử đời thứ nhất lại có một nhân vật như thế này. Trong đám kim quang ở bốn phía, phàm là những người nhìn thấy biểu hiện của Vương Lâm ở trong vòng xoáy trên không trung đều cực kỳ khiếp sợ. Còn có những sư tôn của đám đệ tử các hệ ở dưới mặt đất ánh mắt cũng lấp lánh. Trên mặt sư tôn của Tô Đạo lộ ra một nụ cười đắc ý, biểu hiện của Vương Lâm càng khiến hắn bất ngờ hơn. Hắn ở Đông Lâm Tông càng lập được công lớn, càng thu được nhiều tặng phẩm. Trong cửa thứ nhất, Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng mình càng lấy được nhiều lệnh bài, càng khiến cho nhiều thiên tài trong ký ức của thất thải năm đó rơi xuống. Bốn phía lại càng xuất hiện nhiều dấu hiệu vặn vẹo như muốn sụp đổ. Sự vặn vẹo này chính là dấu hiệu thay đổi ký ức của thất thải. Kích thích vẫn còn chưa đủ, Vương Lâm lắc đầu, bỗng nhiên tản thần thức ra, bao phủ toàn bộ phạm vi nơi này. Ngay khi thần thức của hắn đảo qua, tất cả mọi người ở nơi này đều hiện ra ở trong tâm thần Vương Lâm. Hắn đang tìm mấy thiên tài mà năm đó đã khiến cho Tô Đạo ghen ghét nhất. Những thân ảnh này ở trong ký ức của Tô Đạo năm đó ở nơi này đã tỏa ra hào quang chói mắt. Sau khi đi ra khỏi cửa thứ nhất này, trong những trận tỉ thí sau còn đạt được những danh hiệu cực cao, trong đó có một người tên là Côn Bằng. Người này sở trường về tốc độ, một khi tốc độ của hắn triển khai thì như một đạo tàn ảnh. Trong ký ức của thất thải, hắn ở cửa thứ nhất này cuối cùng đứng thứ ba. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, bước trên không trung, từng bước vượt qua vô tận, xuất hiện ở một hướng khác trong cửa thứ nhất. Ở nơi này, hắn nhìn thấy tu sĩ tên là Côn Bằng kia. Người này ở xung quanh đang bị ba người bao vây, nhưng ngay khi Vương Lâm xuất hiện, ba người này kêu lên thảm thiết, nhanh chóng tản ra. Côn Bằng kia cười lạnh đang muốn truy kích, nhưng lập tức thân thể hắn run lên, xoay phát người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Lâm đang lơ lửng ở phía sau hắn 10 trượng đang nhìn về phía hắn. Dấu hiệu vặn vẹo sụp đổ ở bốn phía chỉ có Vương Lâm là có thể nhìn thấy. Lúc này trong khi hắn tới gần Côn Bằng, sự vặn vẹo kia lại càng kịch liệt hơn, giống như là hồn thứ ba của thất thải đang hưng phấn. Đưa lệnh bài của ngươi cho ta, Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Tiểu tu sĩ như thế này thật sự hắn không muốn ra tay. Côn Bằng kia đồng tử trong mắt co rút lại, không nghĩ ngợi thân thể lui nhanh về phía sau. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã chạy ra cực xa. Nhưng trong mắt của Vương Lâm, tốc độ của hắn vẫn còn quá chậm. Trong lúc thầm than, hắn tùy ý vung tay phải lên, Côn Bằng kia lập tức kêu lên thảm thiết, vứt bỏ toàn bộ ngọc bội, hoảng sợ bỏ chạy. Ngay khi hơn 10 ngọc bội của hắn được ném ra, sự vặn vẹo ở bốn phía lại ầm ầm bạo tăng. Khí tức của bát môn giờ khắc này đã trở nên nồng nặc, nhưng vẫn còn cần thêm một chút để hoàn toàn hiển lộ. Kích thích vẫn chưa đủ,
như vậy ta sẽ giúp người giết chết Chu Lập. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, thần thức của hắn đã tập trung vào Chu Lập ở nơi này. Chu Lập kia lúc này đang cực kỳ chật vật, đang ẩn nấp rất cẩn thận, ở trong một ngọn núi, trên thân thể hắn có 8 lệnh bài. Tô Đạo đáng chết, nếu không có hắn, Vân Đạo Thiên Thuật phải là do ta học được mới đúng, cửa thứ nhất này tuyệt đối sẽ không chật vật như thế này, hết thảy chuyện này đều là vì Tô Đạo, ta phải giết hắn. Chu Lập trong lúc quanh chân thần sắc dữ tợn, hắn đã hận Tô Đạo đến tận xương tủy, hắn nhập môn sau ta rất lâu, dựa vào cái gì mà có tư cách học Vân Đạo Thiên Thuật như ta, dựa vào cái gì mà hắn được sư tôn coi trọng như vậy. Trong lòng Chu Lập tràn ngập oán hận, trong lúc đang cắn răng muốn thổ nạp trị thương, nhưng trên đỉnh núi chỗ của hắn trong nháy mắt bỗng nhiên run lên. Sau khi Chu Lập sửng sốt, ngọn núi ầm vang, thần sắc hắn đại biến, thân thể nhoáng một cái trực tiếp lao ra khỏi ngọn núi này. Ngay khi hắn xông ra, ngọn núi ầm ầm sụp đổ, vỡ thành từng mảnh sụp xuống, trong đó có một vài tảng đá lao thẳng tới Chu Lập, hắn tránh né không kịp, bị tảng đá đập vào người, trực tiếp phun ra máu tươi lùi lại trăm trượng. Cùng lúc đó, thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở phía sau Chu Lập. Chu Lập, Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, hai chữ này giống như lôi đình đánh vào trong tâm thần Chu Lập. Ngay khi hắn theo bản năng nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy, tay phải của Vương Lâm đã đặt trên đỉnh đầu Chu Lập, một ấn này hạ xuống, tiếng ầm ầm trong tâm thần của Chu Lập đã trở nên vĩnh hằng. Ngay khi Chu Lập tử vong, Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng bốn phía đang vặn vẹo xoay tròn một cách kịch liệt, còn nghe thấy những thanh âm ầm vang mơ hồ, dường như thế giới đệ ngũ hoa này đang đứng bên bờ sụp đổ. Khí tức bát môn ân tàng trong thế giới ngũ hoa này giờ phút này tỏa ra trong phạm vi lớn, trong phút chốc Vương Lâm đã cảm nhận được chỗ của tam môn. Hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị, hắn không cần nghĩ ngợi thân thể đột nhiên nhoáng lên một cái, tản thần thức ra lao thẳng tới những đệ tử còn lại của Đông Lâm Tông ở nơi này, như cuồng phong gào thét. Ngay khi hắn tới gần, trước sự hoảng sợ của những đệ tử Đông Lâm Tông, Vương Lâm đã trực tiếp lấy đi những ngọc bội của họ. Lấy được càng nhiều ngọc bội, sự vặn vẹo ở bốn phía lại càng kịch liệt, hồn thứ ba của thất thải đã xuất hiện sự hỗn loạn kịch liệt, toàn bộ nơi này đều hoàn toàn trái ngược với ký ức của hồn thứ ba, giống như hồn thứ ba đã bị xé ra một lỗ hống, khiến cho Vương Lâm đối với vị trí của bát môn đã cảm nhận được ngày càng rõ ràng. Cuộc tỉ thí của Đông Lâm Tông này sẽ không có cửa thứ hai, thứ ba. Trong cửa thứ nhất nếu ta lấy đi ngọc bội của tất cả mọi người, như vậy thì chỉ có một mình ta là người chiến thắng. Sự nghịch chuyển như vậy sẽ hoàn toàn phá vỡ ký ức của hồn thứ ba. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân ảnh ở cửa thứ nhất trong thế giới này nhanh chóng xuyên qua. Hễ những đệ tử của Đông Lâm Tông gặp phải hắn toàn bộ đều bị lấy mất ngọc bội, nếu có người phản kháng thì sẽ lập tức bị hắn tấn công. Nhưng Vương Lâm dù sao đối với những người này không thù không oán, tuy những người này ở trong ký ức của thất thải nhưng hắn cũng không giết tùy tiện, duy chỉ có những người sau này bị thất thải ghen ghét, thì mỗi lần Vương Lâm giết một người, sự vặn vẹo ở bốn phía sẽ điên cuồng bạo tăng. Dường như hồn thứ ba của thất thải trong sự hỗn loạn này đang trở nên hưng phấn. Cuồng phong càn quét, trên sân của tông chủ của Đông Lâm Tông, ở bên ngoài cửa thứ nhất lúc này toàn bộ mọi người đều đứng lên, xung quanh bọn họ cũng có sự vặn vẹo, ngay cả thân ảnh bọn họ cũng có dấu hiệu sụp đổ. Nhưng bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng tụ vào trong vòng xoáy đã ngừng chuyển động ở giữa không trung. Bọn họ nhìn thấy hành động của Vương Lâm, nhìn thấy một mình hắn đã lấy được gần như toàn bộ ngọc bội, nhìn thấy một chuyện chấn động từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện ở Đông Lâm Tông. Toàn bộ những biểu hiện khiếp sợ và sự chấn động trong tâm thần bọn họ đều là do thất thải tưởng tượng ra, lúc này nổi lên như sóng biển, cuốn động toàn bộ Đông Lâm Tông. Trong cửa thứ nhất, ngay khi Vương Lâm lấy được ngọc bội cuối cùng, sự vặn vẹo ở bốn phía đã trở nên kinh thiên động địa. Tiếng ầm ầm vang vọng, khí tức bát môn đã lộ ra rõ ràng hơn, nhưng vẫn chỉ như là một đám sương mù tràn ngập, vẫn còn thiếu một chút. Thân thể Vương Lâm lao thẳng lên bầu trời u ám, giơ hai tay lên hướng về phía trước kéo mạnh một cái, thiên địa ầm vang, hai tay Vương Lâm xé trời, túm lấy hư không. Dưới một kéo này, một cái khe thật lớn bị xé mở ra, bên ngoài cái khe này chính là cái sân trong tông chủ của Đông Lâm Tông. Bên trong sân, trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Vương Lâm bước tới một bước, đứng giữa không trung trên Đông Lâm Tông. Ta, Tô Đạo, là người đứng đầu trong cuộc tỉ thí này. Ngay khi lời nói của Vương Lâm truyền ra, không trung sụp đổ, toàn bộ thân ảnh ở bốn phía đều vặn và tiêu tan. Mặt đất ở đằng xa, đỉnh núi, toàn bộ mọi vật đều trong khoảnh khắc này ầm ầm nổ tung. Thế giới đệ ngũ hoa này lập tức run lên, từng tầng tan nát. Cùng lúc đó, khí tức bát môn trong sự nghịch chuyển càn khôn ký ức của hồn thứ ba này đã hoàn toàn hiển lộ ra, giống như là một cột khí bốc lên tận 9 tầng mây, lấp loáng chuyển động. Thứ duy nhất không sụp đổ trên mặt đất chính là Đông Lâm Trì ở hậu sơn của Đông Lâm Tông. Đông Lâm Trì trong ký ức của hồn thứ ba là nơi cả đời hắn chưa bao giờ được bước chân vào. Dù là về sau hắn được sư tổ nhìn chúng mà bồi dưỡng thì vẫn không được tiến vào Đông Lâm Trì này. Chỉ có một lần duy nhất, sau khi hắn vất vả đạt được tư cách tiến vào Đông Lâm Trì xong thì ngay sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị khu trừ khỏi Đông Lâm Tông. Đây cũng là nỗi nối tiếc lớn trong cuộc đời hắn. Giờ phút này thiên địa sụp đổ, vạn vật tan nát,
chỉ có Đông Lâm Trì này là còn ổn định. Bởi vậy có thể thấy Thất Thải Tiên Tôn đối với sự tiếc nuối trong đời này cố chấp tới mức nào, khí tức của bát môn ngày càng rõ ràng, ầm ầm tràn vào trong thế giới của đệ ngũ hoa, cũng trong tích tắc khi dẫn động thế giới này sụp đổ, nó thoáng chốc mở ra, khiến trừ Vương Lâm ra thì không còn ai có thể tiến vào vùng bị hạn chế này. Dù sao thì tiến vào đệ ngũ hoa cũng là do Vương Lâm lấy ký ức của hồn thứ ba mở ra, sau khi hắn tiến vào dù là Chiến Lão Quỷ cũng không tiến vào được. Nhưng giờ phút này khi ký ức sụp đổ, khí tức của Chiến Lão Quỷ liền quân quanh bên ngoài, giống như không ngừng thử tiến vào bên trong. Lúc này bát môn dù đã hiện nhưng cái nào là thật thì lại không thể hiện rõ, nếu tìm kiếm từng cái một thì nhất định sẽ rất tốn thời gian. Mà lúc này hành vi của Vương Lâm dẫn động bát môn cũng chỉ là nhất thời, mượn tích tắc khi ký ức của hồn thứ ba hỗn loạn mà bước ra. Trong khi thế giới này đang như bị hủy diệt, thậm chí còn không đợi Vương Lâm tìm ra được cánh cửa thực thì đã hoàn toàn sụp đổ, tám cánh cửa nếu ẩn đi thì Vương Lâm muốn tìm được sẽ vô cùng khó khăn. Hắn thật vất vả mới sáng tạo ra được cục diện này, hiển nhiên là không muốn công sức như nước chảy về đông. Kích thích này vẫn còn chưa đủ sao? Tô Đạo, ngươi lưu lại Đông Lâm Trì chẳng lẽ là muốn ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi, tiến vào Đông Lâm Trì sao? Được, ta giúp ngươi đạt được nguyện vọng, nhưng ngươi phải giúp ta tìm được cánh cửa thật. Vương Lâm biết thời gian gấp gáp, giờ phút này Chiến Lão Quỷ tùy thời có thể phá vỡ hạn chế yếu ớt này để vào đây. Vương Lâm không do dự nữa, thân thể nhoáng một cái về phía trước, lao thẳng tới Đông Lâm Trì còn chưa sụp đổ, trong phút chốc đã tới gần. Nơi này giống hệt như trong đệ nhị hoa mà hắn đã thấy, chỉ có điều nước không bị đóng băng, trong suốt, tỏa ra hương thơm ngát. Thân thể hắn trong nháy mắt chìm vào trong Đông Lâm Trì, khoanh chân ngồi trong nước ao. Trong nháy mắt khi hắn chạm vào nước ao này, bảy đạo bổn nguyên trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm chấn động. Nước ao này cực kỳ quỷ dị, không ngờ ẩn chứa một luồng khí tức bổn nguyên không thể tưởng tượng nổi, điên cuồng tràn vào cơ thể Vương Lâm, dung hợp với bảy đạo bổn nguyên của hắn. Dưới sự dung hợp này, bảy đạo bổn nguyên của Vương Lâm nhanh chóng bành trướng, bất ngờ cường đại lên mấy lần, xoay tròn trong cơ thể, cũng lao thẳng ra ngoài cơ thể. Hỏa bổn nguyên trong mắt trái Vương Lâm hóa thành một biến lửa, dung nhập vào bên trong Đông Lâm Trì, giống như hấp thu lực lượng bổn nguyên vô cùng ở nơi này, bất ngờ hóa thành một người lửa. Người này hình dáng giống hệt Vương Lâm, nhưng là do ngọn lửa tạo thành, thậm chí có thể nói, nó là do hỏa bổn nguyên ngưng tụ thành. Đến lúc này bổn nguyên của Vương Lâm đã hoàn toàn vượt qua đại thành, đạt tới viên mãn. Người lửa đó mặc một bộ y phục bằng lửa, khí tức cường hàn tới cực điểm ầm ầm bộc phát ra, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, lôi đình trong mắt phải Vương Lâm ầm ầm lao ra, hóa thành một con lôi long lao vào trong ao nước, khiến cho Đông Lâm Trì này lập tức lóe lên điện quang vô tận. Một lát sau, tiếng gầm thét vang vọng trong đó, chỉ thấy lôi long bay ra, lôi đình ầm vang, hóa thành một người giống hệt Vương Lâm. Nó giống hệt như hỏa nhân kia, đều là do lôi đình ngưng tụ ra, hình dáng hệt Vương Lâm. Trong lôi đình đang tràn ngập thoạt nhìn giống như lôi tiên trong thiên địa. Ngay sau đó, sinh tử, chân giả, nhân quả bổn nguyên trong mi tâm của Vương Lâm vô hình bay ra. Đông Lâm Trì lập tức giảm xuống hơn phân nửa, nước ao này ngưng tụ tam đại hưu bổn nguyên, bất ngờ hóa thành thân thể sinh tử bổn nguyên trước người Vương Lâm. Người này hai tay mở ra, tay trái nắm sinh, tay phải nắm tử, thoạt nhìn giống như thần tiên định sinh tử trong thiên địa, trên người mặc một bộ đạo bào màu xám, mái tóc dài phất phơ, trông cực kỳ kinh người. Bên cạnh sinh tử thân là thân hình do nhân quả, chân giả hai đại bổn nguyên sau khi dung hợp với Đông Lâm Trì huyện hóa thành, thân hình nhân quả bổn nguyên mở tay là nhân, nắm tay là quả. Toàn thân phiêu giật, tiên phong đạo cốt, đôi mắt lộ vẻ trí tuệ vô cùng, giống như hiểu hết mọi chuyện trong thiên địa vậy. Thân thể chân dã bổn nguyên hai mắt nửa mở, toàn thân lần lượt thay đổi trong hư thực, nhìn như một đám sương mù nhưng lại tỏa ra uy áp khiến người ta chấn động tâm thần. Năm đạo bổn nguyên toàn bộ hóa thành chân thân, nhưng thế còn chưa dứt, sát lục bổn nguyên của Vương Lâm ầm ầm tràn ra, lại một lần nữa hấp thu một lượng nước lớn, khiến cho Đông Lâm Trì chỉ còn không tới ba phần. Sau đó sát lục bổn nguyên cũng xuất hiện chân thân. Chân thân này bất ngờ là do sát khí tạo thành, đỏ bừng toàn thân, trong nháy mắt khi xuất hiện liền tỏa ra lệ khí đủ để hủy diệt cả thiên địa. Sau lục đạo bổn nguyên, cấm chế do tơ máu trong hai mắt Vương Lâm biến thành liền tràn ngập trước người hắn, mơ hồ nhìn giống như hai đồng tử. Nước ao của Đông Lâm chỉ lại một lần nữa giảm đi, không còn tới hai phần. Sau lúc này cấm chế bổn nguyên bất ngờ viên mãn, hình thành bổn nguyên chân thân, lơ lửng phía trước Vương Lâm, trở thành bổn nguyên chân thân thứ bảy. Sự rung động trong nội tâm Vương Lâm lúc này đã đạt tới cực hạn, hắn thậm chí quên cả Chiến Lão Quỷ đang điên cuồng muốn tiến vào trong, thậm chí quên cả bát môn kinh thiên, quên cả cánh cửa thật đang ẩn thế. Hắn không thể nào ngờ được là Đông Lâm Trì này lại có hiệu quả thần thông đoạt cả khả năng tạo hóa của thiên địa như vậy, có thể khiến bổn nguyên tiến hóa, ngưng tụ ra chân thân của bổn nguyên mà hắn chưa bao giờ nghe thấy. Loại biến hóa này nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn không thể tưởng tượng nổi là sẽ có biến hóa kinh người như thế, nhưng hắn hiểu rõ tất cả điều này chỉ là hư ảo. Đông Lâm Trì này là do ký ức của Thất Thải Tiên Tôn biến thành,
khi thế giới này hoàn toàn sụp đổ thì hắn sẽ trở lại thế giới chân thật một lần nữa. Tới lúc đó thì tất cả đều sẽ tiêu tán. Nhưng tất cả những điều này đã cho Vương Lâm hy vọng, cho hắn biết sự trọng yếu của Đông Lâm Trì. Nếu có thể đi tới Tiên Cương Đại Lục, nhất định phải tới Đông Lâm Trì. Trong nội tâm của Vương Lâm có một âm thanh điên cuồng gào thét. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, hôm nay dù mình chỉ ở trong thế giới giả nhưng tu vi lại tăng mạnh gấp mấy lần rồi. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt, sự rung động lớn hơn nữa là từ nước ao không còn bao nhiêu kia lại xuất hiện biến hóa ầm ầm tràn tới. Trong cơ thể Vương Lâm không phải có 7 đạo bổn nguyên, hắn có 8 đạo. Đạo bổn nguyên thứ 8 này là thủy bổn nguyên, là do hắn đạt được trong trận pháp của ngũ hành tinh. Tuy rằng đã có chút thành tựu nhưng còn xa xa mới có thể hóa thành chân thân, khiến tu vi hắn đề cao. Nhưng giờ phút này nước ao của Đông Lâm chỉ gào thét bốc lên, chui vào trong từng lỗ chân lông của Vương Lâm, dung hợp với thủy bổn nguyên trong cơ thể hắn. Tâm thần Vương Lâm ầm vang, hắn cảm nhận được đạo bổn nguyên thứ 8 đang nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt khi nước ao của Đông Lâm chỉ này tiêu tán toàn bộ, đạo bổn nguyên thứ 8 bất ngờ đại thành. Không ngờ nó cũng hình thành bổn nguyên chân thân, mặc một bộ áo gợn sóng nước, toàn thân tỏa ánh sáng vạn trượng, trong suốt như thủy tinh. Trong nháy mắt khi nó ngưng tụ, tu vi không linh hậu kỳ của Vương Lâm ầm ầm tăng mạnh, hầu như chỉ trong nháy mắt đột phá không linh hậu kỳ, trực tiếp lên không linh đỉnh, thậm chí chỉ còn cách không huyền một bước ngắn mà thôi. Nếu hắn có thể có đạo bổn nguyên thứ 9 thì lập tức sẽ bước vào không huyền, từ nay về sau cửu cửu quy nhất, bổn nguyên đạt đỉnh. Đông Lâm chỉ trong nháy mắt khi mất toàn bộ nước liền xuất hiện vô số khe nhỏ, trong tiếng răng rắc liền sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ bị cuốn đi, trở thành hư vô. Đông Lâm Trì này là vật duy nhất còn tồn tại trong thiên địa đã bị hủy diệt này, giờ phút này hoàn toàn tan rã khiến Vương Lâm mở bừng đôi mắt. Trong nháy mắt này, thế giới do ký ức của Thất Thải Tiên Tôn hoàn toàn bị hủy diệt, khí tức của Chiến Lão Quỷ ầm ầm tràn vào, lao thẳng về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, khi thế giới trong trí nhớ của Thất Thải Tiên Tôn bị hủy, trong bát môn có một cánh cửa bộc phát ra khí tức vô cùng mãnh liệt. Khí tức này thoáng cái đã áp đảo tất cả những cánh cửa còn lại. Cánh cửa này chính là cánh cửa thực sự thông từ động phủ giới tới Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm ngẩng phát đầu, trong tích tắc khi Chiến Lão Quỷ gào thét lao tới, thân thể vọt lên, trong cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng. Dù tu vi trong cơ thể hắn lúc này đều là giả dối nhưng loại trải nghiệm này lại khiến cho Vương Lâm thấy một cánh cửa rộng lớn mở ra trong tương lai. Thân thể hắn cất bước, thiên địa dưới chân hoàn toàn bị hủy diệt. Thế giới ký ức của Thất Thải Tiên Tôn lúc này cuối cùng tiêu tán, nhưng khí tức của cánh cửa thực lại càng thêm mãnh liệt ở ngay phía trước. Chiến Lão Quỷ giống như đang nổi giận, nhanh chóng phóng tới. Nhưng tốc độ của hắn không thể đuổi theo Vương Lâm vừa học xong Vân Đạo Thiên Thuật, ngưng tụ được chân thân của 8 đạo bổn nguyên. Vương Lâm chỉ bước một bước là bất ngờ đã xuất hiện ở cánh cửa thực kia. Vốn nơi này là một ngọn núi nhưng giờ phút này sớm đã bị hủy diệt, thay thế bằng một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này lộ ra khí tức tang thương vạn cổ, hình dáng nó cực kỳ khổng lồ, đóng lại trước mặt Vương Lâm, khiến thân thể Vương Lâm chẳng khác nào một con kiến hôi. Trong chớp mắt khi tới gần cánh cửa này, Vương Lâm không chút do dự, tay phải giơ lên, trong tích tắc này toàn bộ đạo cổ lực ầm ầm dung nhập vào trong một trường của hắn, trực tiếp đặt lên trên cánh cửa khổng lồ kia. Đại môn của động phủ mở ra, Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, từ thân thể huyễn hóa ra 8 bổn nguyên chân thân, toàn bộ giống như Vương Lâm đánh ra một trường, rơi lên trên đại môn. Đại môn rung lên, trong tiếng ầm vang kinh thiên động địa liền bất ngờ xuất hiện một khe hở ầm ầm mở ra. Ngoài cái khe chính là Tiên Cương Đại Lục, chính là thế giới thật sự vô cùng khổng lồ. Vương Lâm chính là người đầu tiên mở được đại môn này sau khi nó bị phong bế. Lúc này tâm tình của hắn thật không thể hình dung nổi. Có lẽ tâm tình của Tán Linh Thượng Nhân khi đưa người ở 700 vạn thiên địa ra ngoài thế giới, bước vào thái cổ tinh thần cũng giống hệt Vương Lâm lúc này. Trong khoảnh khắc khi đại môn mở ra, một luồng khí tức thần chính của Tiên Cương Đại Lục từ trong cái khe kia điên cuồng tràn vào. Trong nháy mắt khi đại môn của động phủ mở ra một khe hở, khí tức của Tiên Cương Đại Lục từ bên ngoài gào thét truyền vào. Trong thiên địa đang sụp đổ phía sau Vương Lâm, thân ảnh Chiến Lão Quỷ bước ra. Bên ngoài thân thể hắn là hư ảnh mặc áo choàng, hai mắt lộ ra u quang ngập trời, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Hắn chẳng biết tại sao trong nháy mắt khi cửa động phủ mở ra, một cảm giác nguy cơ sinh tử đột nhiên ầm ầm dâng lên trong lòng hắn. Vương Lâm đứng ở bên cạnh đại môn, xoay người nhìn về phía Chiến Lão Quỷ ở không xa. Ở sau lưng Vương Lâm là khe hở của đại môn, khí tức của Tiên Cương Đại Lục bao phủ toàn thân hắn. Dưới những luồng khí tức không thuộc về nơi này, đạo cổ huyết mạch trong cơ thể Vương Lâm như nước lũ tuôn trào, huyết dịch tăng tốc lưu truyền, giống như đang bị luồng khí tức này thu hút. Dù có mở được đại môn, ngươi cũng không dám đi ra ngoài. Ta tuy nói không có trí nhớ của hồn thứ ba, nhưng ở bên trong linh hồn cũng có lưu lại một chút cảm ngộ đối với Tiên Cương Đại Lục. Giữa động phủ giới và Tiên Cương Đại Lục tồn tại tấm màn tiên cương, chỉ có người có huyết mạch mới có thể đi ra. Mà dù ngươi có huyết mạch kêu gọi có thể đi ra ngoài, nhưng ngươi nếu không giao hồn thứ ba ra, sau khi ngươi rời khỏi động phủ này, ta sẽ giết tất cả những người có liên quan với ngươi. Cảm giác bị uy hiếp sinh tử trong tâm thần Chiến Lão Quỷ lúc này càng thêm mãnh liệt.
hắn không tới gần hơn mà đứng ở nơi xa nói vọng tới, hôm nay cửa này đã mở ra, giữa ta và ngươi cũng không có mối thù sâu tới mức không thể hóa giải, ngươi giao hồn thứ ba cho ta, ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, không bao giờ bước nửa bước vào động phủ giới nữa. Giọng nói của chiến lão quỷ dường như mang theo một lực lượng kỳ dị, trầm trầm vang vọng. Vương Lâm không nói gì, hồn thứ ba hắn không phải không thể giao ra, mà đối với hắn đây không phải là thất thải tiên tôn Tô Đạo, mà là đệ tử của hắn, Tạ Thanh. Vừa trầm mặc, Vương Lâm giơ tay phải, trong lòng bàn tay có hai đạo u quang lóe lên, hóa thành hai phù văn phong ấn. Phong ấn này ngoài u quang, bên trong cũng có một tia máu lượn lờ, tia máu này chính là tâm huyết của Tạ Thanh. Tạ Thanh lấy thân là một lần luân hồi của hồn thứ ba xả thân vì đại nghiệp, ngưng tụ ra ba đạo phong ấn, một đạo phong ấn bản thân, còn lại hai đạo phong ấn đưa cho Vương Lâm. Đây chính là việc cuối cùng hắn trước khi chết làm cho sư tôn Vương Lâm. Hai đạo phong ấn này sau khi dung hợp với khí tức của tiên cương đại lục sẽ có thể phong ấn lực lượng của hai hồn còn lại của thất thải tiên tôn. Trong tích tắc khi hai luồng phong ấn này xuất hiện, khí tức của tiên cương đại lục lan ra từ cánh cửa mở hé phía sau Vương Lâm, lúc này gào thét lao thẳng tới bàn tay hắn, nhanh chóng dung hợp với hai phong ấn này, u quang ầm ầm bộc phát ra, giống như trong tay Vương Lâm có hai vầng mặt trời vậy. Ánh sáng kia bao phủ toàn bộ thân thể Vương Lâm, cuối cùng lan ra cả đại môn phía sau Vương Lâm, khiến người ta từ xa nhìn lại trông rất mông lung. Chẳng qua luồng lực lượng phong ấn này còn chưa hấp thu hoàn toàn, còn đang cần thêm khí tức của tiên cương đại lục, bởi vì đại môn này mở ra quá bé cho nên nó hấp thu hơi chậm một chút. Trong nháy mắt khi cảm nhận được luồng lực lượng phong ấn này, đồng tử trong mắt chiến lão quỷ co rút lại, hắn cuối cùng cũng biết tại sao mình lại có cảm giác nguy cơ sinh tử rồi. Tất cả đều là do luồng lực lượng phong ấn dung hợp với khí tức của tiên cương đại lục này lan ra. Hàn quang trong mắt hắn bốc lên, chiến lão quỷ không chút do dự, thân thể thoáng một cái liền lao thẳng tới Vương Lâm. Hắn biết lúc này không thể lùi lại phía sau, nếu đợi tới lúc cảm giác nguy cơ sinh tử này càng mạnh hơn nữa thì muốn lao ra ngăn cản, hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới chỉ cách Vương Lâm không tới 10 trượng, cổ tay chiến lão quỷ phất lên một cái, một chữ chiến kim sắc ầm ầm lao ra, tiến thẳng tới Vương Lâm. Cùng lúc đó, hư ảnh của thất thải tiên tôn bên ngoài thân thể chiến lão quỷ cũng hiện ra, bên ngoài lóe lên ánh sáng bảy màu. Đây đúng là thất thải tiên tôn đã dung hợp thất thải đạo nhân, toàn thân tràn ngập ánh sáng, lao thẳng về phía Vương Lâm. Ngay sau đó, song trường của thất thải tiên tôn vốn bị phủ kín trong áo choàng, chỉ hở đôi mắt bỗng nhiên dối ra, áo choàng bên ngoài bành trướng ra vô hạn, giống như che phủ tất cả, chùm lấy Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hai đạo phong ấn trên tay hắn vẫn đang hấp thụ khí tức lan ra từ tiên cương đại lục. Trong nháy mắt khi chiến lão quỷ và hai hồn của thất thải tiên tôn tới gần, tay trái Vương Lâm giơ lên vỗ về phía trước một cái. Một chưởng này đánh tới khiến tám chân thân bổn nguyên của Vương Lâm biến ảo ra, giống như tám Vương Lâm đồng loạt đánh một chưởng vậy, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Thế giới của đệ ngũ hoa đang sụp đổ, lúc này tiêu tán trong phạm vi lớn, lộ ra thân ảnh của Lam Mộng Đạo Tôn, lão giả họ Mã của ngũ hành tinh, Vân Giật Phong và Tam Phi Đường San, còn có Chu Tức chiến tướng và Huyền Vũ chiến tướng đã bị trọng thương. Thân ảnh của bọn họ lúc này đều huyễn hóa ra, bổn nguyên chân thân vừa xuất hiện, sắc mặt chiến lão quỷ liền kịch biến, hắn không có ký ức của hồn thứ ba, chưa bao giờ nhìn thấy bổn nguyên chân thân, nhưng lão già họ Mã của ngũ hành tinh trong nháy mắt khi nhìn thấy bổn nguyên chân thân thì ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Bổn nguyên chân thân, đây là bổn nguyên chân thân, người tầm thường có được một bổn nguyên đã là hiếm thấy, hắn không ngờ lại có tới 8 cái, nghe đồn trừ người mở được thần cảnh ra thì chỉ có trở thành đại thiên tôn mới có được bổn nguyên chân thân. Loại việc này dù chưa được chứng minh nhưng cũng có thể thấy rằng bổn nguyên chân thân hiếm thấy tới mức nào. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian, tám bổn nguyên chân thân của Vương Lâm đồng thời đánh một trường, va chạm với chiến lão quỷ. Trong nháy mắt này, lưỡng hồn của thất thải tiên tôn và chiến lão quỷ thân thể đều chấn động, đồng loạt lui lại phía sau. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm đối mặt với chiến lão quỷ có thể khiến hắn lui bước. Thân thể Vương Lâm chấn động, giống như có một lực lượng cực mạnh ập tới, theo cánh tay trái của hắn truyền vào trong cơ thể, ầm ầm tràn cả vào thân thể tám bổn nguyên chân thân của hắn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nương theo luồng lực lượng phản chấn này, tay trái vẽ lên một vòng tròn, thân thể lui lại phía sau đặt tay lên đại môn. Đại môn ầm ầm chấn động, cùng lúc đó, tám bổn nguyên chân thân cũng lùi lại, đồng loạt đánh lên đại môn. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, đại môn lại một lần nữa bị mở ra, từ một cái khe liền mở rộng hẳn, lớn dần lên, cuối cùng mở ra gần 3 phần. Đến tận lúc này thì đại môn đã không cần phải có người tác động nữa. Trong nháy mắt khi khí tức mênh mông của tiên cương đại lục truyền vào, đại môn này tự động ầm ầm không ngừng mở ra ngày càng lớn. Cùng lúc đó, càng nhiều khí tức của tiên cương đại lục gào thét truyền vào, nhanh chóng dung hợp với hai phong ấn trên tay Vương Lâm hơn. Trong nháy mắt khi sắc mặt chiến lão quỷ đại biến, Vương Lâm vung tay lên, ánh mắt chiến lão quỷ lộ vẻ hoảng sợ. Hắn lúc này không thể nghĩ nhiều, không thể để ý tới gì khác là nhanh chóng lui lại phía sau. Phong ấn trong tay Vương Lâm hắn lờ mờ có thể thấy ánh mắt bi phẫn của Tạ Thanh.
Tạ Thanh, ngươi là đệ tử của ta, cũng là sư tôn của ta. Vương Lâm than nhẹ, cổ tay vung lên hướng về phía trước phất một cái, hai đạo phong ấn tỏa ra u quang vạn trượng, lao thẳng tới Chiến Lão Quỷ đang bỏ chạy ở phía xa xa. Phong ấn này giống như số mệnh, Chiến Lão Quỷ dù có nhanh hơn cũng không thể tránh thoát. Hai đạo phong ấn một trước một sau, trong nháy mắt đã bay tới sát Chiến Lão Quỷ. Trước ánh mắt kinh hoàng của hắn, đạo phong ấn thứ nhất đã lao thẳng lên mi tâm. Chiến Lão Quỷ gầm thét bắt quyết, thần thông tỏa ra, đồng thời bên ngoài cơ thể hắn, thân ảnh mặc áo choàng của lưỡng hồn cũng giơ tay lên vung về phía phong ấn, khiến hư không ầm vang. Nhưng hết thảy thần thông, hết thảy mọi ánh sáng đều không thể ngăn cản hai đạo phong ấn này, dường như tất cả trước chúng đều không tồn tại. Ánh sáng phong ấn xuyên qua tất cả thần thông và hư vô, nhẹ nhàng khắc lên mi tâm của lưỡng hồn bên ngoài thân thể Chiến Lão Quỷ. Trong tích tắc khi phong ấn hạ xuống, lưỡng hồn trong áo choàng kêu dài, thân thể xuất hiện những hư ảnh chồng lên nhau, ánh sáng bảy màu bùng lên, trong nháy mắt hóa thành thành thất thải đạo nhân. Phong ấn rơi lên mi tâm hắn, ầm một tiếng, phong ấn vỡ vụn, hóa thành một vùng u quang bao phủ thất thải. Từ xa nhìn lại, nó giống như một quả cầu ánh sáng, chỉ gần như trong tích tắc, u quang đã nhanh chóng co rút lại, chậm rãi hóa thành lớn bằng nắm tay, ánh sáng ảm đạm lại. Giờ phút này thân thể Chiến Lão Quỷ nhanh chóng lùi lại phía sau, dưới chân đã có gợn sóng lan ra, muốn tránh khỏi kiếp nạn của hồn phách trong áo choàng bên ngoài thân thể, mang theo sự sợ hãi vô tận, nhìn về phía ánh sáng phong ấn thứ hai đang bay tới, trơ mắt nhìn nó khắc lên mi tâm mình, đồng thời tiêu tán, bao phủ toàn thân hắn. Đám người Lam Mộng Đạo Tôn ở phía xa xa nhìn cảnh tượng này mà tâm thần chấn động, bọn họ thật không ngờ Vương Lâm này lại còn một chiêu như vậy. Ánh mắt lão già họ Mã và Vân Giật Phong nhìn về phía Vương Lâm lúc này cực kỳ phức tạp, bọn họ vốn tưởng rằng cuối cùng ở trong động phủ dưới này, Huyền La Đại Thiên Tôn sẽ ra tay trợ giúp, Vương Lâm không thể một mình vượt qua, nhưng vào lúc này tới cuối cùng Huyền La Đại Thiên Tôn cũng không hiện thân, toàn bộ đều dựa vào lực lượng của Vương Lâm đi tới bước này. Hồn phách thất thải Thiên Tôn dung nhập trong cơ thể Chiến Lão Quỷ lúc này giống như hồn phách vừa rồi, bị u quang bao phủ, hóa thành một quả cầu ánh sáng cỡ bàn tay, chặt đứt liên hệ với Chiến Lão Quỷ. Trong nháy mắt khi liên hệ này bị cắt đứt, hai mắt Chiến Lão Quỷ lập tức ảm đạm, khóe miệng tràn ra rất nhiều máu tươi, ánh mắt không còn sáng nhưng lại minh mẫn hẳn lên. Hắn nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Vương Lâm, rơi vào cánh cửa phía sau lưng Vương Lâm, nhìn cánh cửa hé mở, trên mặt Chiến Lão Quỷ lộ một nụ cười, người rất ưu tú. Giấc mộng cả đời ta chính là muốn mở đại môn của động phủ này, nhưng năm đó độ huyền kiếp thất bại, lại bị hồn phách hắn dung hợp, thân thể Chiến Lão Quỷ lan ra từng luồng hắc khí, da thịt héo rũ, có những giọt nước đen nhỏ xuống, đang nhanh chóng bị tử vong hòa tan. Ta vốn nên chết từ nhiều năm trước, ngươi đã hoàn thành việc mà ta vẫn muốn làm, giúp ta ra đi. Vương Lâm, tạ ơn ngươi. Giọng nói của Chiến Lão Quỷ càng suy yếu hơn, thân thể đã tiêu tán một nửa, nhưng một nửa thân thể còn lại trong nháy mắt khi ánh mắt lóe sáng, giống như đã xuất ra chút lực lượng cuối cùng của tính mạng, trong lúc tiêu tán liền hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng vào đại môn đang rộng mở kia. Hắn mặc dù chết nhưng vẫn muốn nhìn một lần tiên cương đại lục mà hắn khát vọng. Vương Lâm không ngăn cản, hắn nhìn nửa thân thể Chiến Lão Quỷ nhảy vào đại môn, nhìn hắn tan thành mây khói bên ngoài đại môn. Đại môn đã hoàn toàn mở ra, trong động phủ giới, trong cánh cửa huyễn hóa ra ở La Thiên, cái đỉnh khổng lồ bị hắc khí bao phủ lúc này âm âm chấn động, hắc khí bên ngoài sụp đổ, tiêu tán hoàn toàn. Cái đỉnh khổng lồ này xuất hiện những khe nứt lớn, từ trong đó có kim quang lan ra, trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cái khe càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn chia lìa đại đỉnh, khiến đại đỉnh này vỡ ra đổ về hai bên. Trong khi vỡ ra, một cánh cửa cao chọc trời màu vàng từ từ huyễn hóa ra, cánh cửa này mở rộng, bên ngoài là một vùng mây mù, khi thì có thể nhìn thấy một vùng đại lục xa lạ, lúc lại chỉ thấy một vùng mông lung mơ hồ. Cùng với sự xuất hiện của cánh cửa này, tại trung tâm của động phủ, đống đổ nát của đại đỉnh tan rã hòa toàn, hóa thành tinh không, nối liền với tinh không của động phủ giới. Trong động phủ giới, tất cả tu sĩ chú ý tới nơi này giờ đây đều lập tức cảm nhận được một sự chấn động tràn ngập động phủ giới. Trong sự chấn động này, cánh cửa tiến vào động phủ giới từ La Thiên ầm ầm tiêu tán, đại đỉnh kia lại xuất hiện, cánh cửa hoàng kim bên trong đại đỉnh tỏa ra kim quang vô tận, bao phủ cả động phủ giới. Bên ngoài kim môn, hư ảnh một đám người biến ảo ra, đây đều là những người tiến vào bên trong đó mà chưa chết, trong đó có Thác Sâm, có Lam Mộng Đạo Tôn, có Tam Phi Đường San, có người của ngũ hành tinh, còn có Vương Lâm. Ngoài kim quang và đại môn đang mở ra ầm vang, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có ai nói năng gì. Ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng tụ vào kim môn kia, nhìn thế giới khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng ngọ. Vương Lâm nhìn đại môn, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái hơn 2000 năm. Đại môn cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Vương Lâm đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, hầu như khi hắn biết thiên địa này chỉ là một động phủ, hắn đã tưởng tượng ra một ngày mình có thể mở đại môn của động phủ này, bước vào thế giới chính thức, tiên cương đại lục. Hôm nay nhìn kim môn này, Vương Lâm hình như hơi hoảng hốt.
ký ức hơn 2000 năm lại trở về trong đầu hắn. Hắn từ một hài đồng tầm thường ở sơn thôn, đi tới bước này, mở ra đại môn của động phủ. Quá trình gian khổ này rất ít người có thể hiểu được. Ngoài sự gian khổ còn có sự cố chấp, còn có tình, có ân, lần lượt thay đổi vận mệnh. Huyền Nhi, cánh cửa do đã bị ta mở ra rồi, ở nơi đó ta sẽ có thể khiến nàng thức tỉnh. Đây là lời hứa của ta đối với nàng. Vương Lâm nhìn cánh cửa, nội tâm đau thương, hắn nhớ tới Lý Mộ Uyển. Tạ Thanh, ta hứa sẽ làm ngươi sống lại một lần nữa, nhất định thế. Vương Lâm nhìn vào Kim Môn, lờ mờ hắn như thấy được cả cuộc đời mình. Tam Phi Đường San cắn môi, kinh ngạc nhìn Kim Môn, khóe mắt ngấn ngấn nước. Nàng nhớ quê hương, nhớ tông môn, nhớ sư tôn và thân nhân của nàng. Trong động phủ giới này nàng đã tồn tại lâu lắm rồi. Nàng vốn đã nên tê dại đi nhưng nỗi nhớ trong lòng nàng đã hóa thành chấp niệm. Nàng cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. Lão già họ Mã của Ngũ Hành Tinh và Vân Giật Phong nhìn vào Kim Môn, thần sắc cảm khái. Bọn họ tới động phủ giới này đã vô số năm tháng, chẳng qua cuối cùng cũng không có chút thu hoạch. Lão già họ Mã quay đầu nhìn thoáng qua Vân Giật Phong bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ hiền từ. Hắn còn nhớ rõ năm đó Vân Giật Phong vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng hôm nay trừ diện mạo không biến hóa mấy thì thực tế Vân Giật Phong đã rất tăng thương. Về nhà thôi, lão già họ Mã than nhẹ. Về nhà, Vân Giật Phong nhìn Kim Môn, mặc dù luôn tỉnh táo, tính toán trước rồi mới hành động, nhưng lúc này trong lòng hắn cũng rất phức tạp, gần như mê man. Hắn mơ hồ không phân biệt được rõ ràng, Tiên Cương Đại Lục là nhà hay Ngũ Hành Tinh trong động phủ giới mới là nhà. Phía sau lão già họ Mã, hai nam tử trung niên đến từ Ngũ Hành Tinh nhìn Kim Môn cũng cảm khái vô cùng, không nói lên lời. Còn có Huyền Vũ chiến tướng và Chu Tức chiến tướng, hai người trầm mặc, nhìn Kim Môn, nội tâm khổ sở, hồi tưởng lại Thất Đạo Tông năm xưa, nhớ cảnh tượng tứ đại chiến tướng bọn họ và thất thải tên tôn quen biết. Hôm nay bọn họ sắp sửa trở lại Tiên Cương Đại Lục nhưng Thất Đạo Tông sợ rằng đã sớm tan thành mây khói rồi. So với đám người không thuộc về động phủ giới này thì ánh mắt Lam Mộng Đạo Tôn nhìn về Kim Môn có chút chần chừ. Hắn dù không biết nhiều việc lắm nhưng cũng sớm rõ ràng nơi này chỉ là một cái động phủ. Nhưng hôm nay khi đối mặt với đại môn này, hắn lại không biết phải làm thế nào cho phải, nên rời đi hay nên lưu lại. Thác Sâm hoặc là Đồ Ti cũng trầm mặc, nhìn Kim Môn nọ không biết đang nghĩ điều gì. Là Thiên Tinh Vực, bên ngoài Kim Môn trong đại đình, xa xa trong tinh không lúc này có rất nhiều đạo cầu vồng gà thét bay tới. Đây đều là tu sĩ trong động phủ giới, từ xa bay tới. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy cánh cửa đều rung động, ánh mắt Vương Lâm một hồi lâu sau mới thu lại từ trên Kim Môn. Trong tích tắc khi hắn cảm nhận được thân thể của mình hiện ra trong tinh không, tám bổn nguyên chân thân liền tiêu tán, thủy bổn nguyên lại chỉ còn lại chút thành tựu. Bảy đạo bổn nguyên của hắn lúc này đều ẩn trong thân thể, tất cả đều trở lại như trước khi có biến hóa ở Đông Lâm Trì. Dù đã sớm biết mọi chuyện phải như vậy nhưng giờ phút này nội tâm Vương Lâm vẫn có một tia không nỡ, nhưng nó nhanh chóng bị Vương Lâm đè nén xuống, thoát thành một sự chờ mong đối với Đông Lâm Trì trên Tiên Cương Đại Lục. Chúng ta có lẽ còn một số cổ oán, có lẽ vốn phải quyết một trận sinh tử, nhưng lúc này đại môn của động phủ giới này đã mở, những ân oán trước kia của chúng ta nên xóa bỏ. Các ngươi nếu muốn rời khỏi động phủ giới này thì Vương Lâm sẽ ở nơi này đưa tiễn. Vương Lâm ôm quyền hướng về phía những người vừa xuất hiện bốn phía, vái một cái. Lời nói của hắn vô cùng thành khẩn, không chút giả dối. Vương Lâm đã mệt mỏi rồi. Hơn 2000 năm nay, cho tới giờ phút này khi cửa động phủ mở ra, tất cả những cảnh tượng cũ lại hiện lên trong trí óc hắn. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy uể oải vô cùng. Chẳng nhưng hắn cảm thấy uể oải mà giờ phút này những người ở nơi đây cũng đều như vậy. Lam Mộng Đạo Tôn vì nữ nhi nên hôm nay đã thụ thương. Thác Sâm chưa phân địch ta với Vương Lâm, thời khắc mấu chốt vẫn ra tay giúp đỡ. Lúc này tâm thần uể oải rồi. Đường San cũng tốt, Huyền Vũ chiến tướng, Chu Tước chiến tướng cũng được. Cả đám người Ngũ Hành Tinh đều đã mệt mỏi rồi. Phải nói trận chiến ở trung tâm động phủ kịch liệt vô cùng. Lão già họ Mã của Ngũ Hành Tinh trầm mặc, là người thứ nhất đi ra, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, hai mắt lộ ánh sáng, mang theo chút phức tạp, nhìn về phía Vương Lâm. Một hồi lâu sau hắn chậm rãi mở miệng, Vương Đạo Hữu, Lão Phu xin đi trước một bước, ngày sau nếu đi tới tiên tộc thì có thể tới Quy Nhất Tông một phen. Đa tạ tiền bối vừa rồi đã ra tay tương trợ, Vương Lâm nếu có thể tới Quy Nhất Tông thì nhất định sẽ tới gặp mặt. Vương Lâm gật đầu, bình tĩnh mở miệng. Vân Giật Phong ở phía sau lão già họ Mã, nội tâm thầm than, lưu luyến nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Vương Lâm, ôm quyền vái một cái. Vương huynh, bảo trọng, trận đánh của ngươi và ta còn chưa chấm dứt, ở Tiên Cương Đại Lục hẹn sẽ phân thắng bại. Vân Đạo Hữu, bảo trọng. Vương Lâm nhìn Vân Giật Phong, người này tâm cơ rất sâu, Vương Lâm ở trong động phủ giới có thể nhìn ra được. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Vương Lâm rơi về phía trên người hai nam tử trung niên của Ngũ Hành Tinh, gật đầu coi như chào hỏi, giống như nhớ ra điều gì, tay phải vung lên hướng về phía tinh không phất một cái, chỉ thấy tinh không có sóng gợn xuất hiện, Bạch Hồ chiến tướng cùng với một tu sĩ trung niên khác của Ngũ Hành Tinh hiện ra. Hai người xuất hiện không hề khiến lão già họ Mã bất ngờ, giống như hắn sớm đã biết chuyện vậy. Nhưng Huyền Vũ chiến tướng và Chu Tước chiến tướng lại sửng sốt,
các vị đạo hữu của ngũ hành tinh, Vương Mỗ xin tiễn biệt ở nơi này. Trong khi Vương Lâm nói, Bạch Hôi chiến tướng liền thả tu sĩ của ngũ hành tinh kia ra, người này trầm mặc, đi tới bên cạnh các đồng môn, đoàn người này hóa thành mấy đạo cầu vồng, bay thẳng về phía kim môn. Trong tích tắc khi tiến vào trong cánh cửa, kim quang lấp lánh, họ dung nhập vào trong kim môn, tiên tán hoàn toàn. Nhìn đám người ngũ hành tinh ra khỏi đại môn, công ty công trình đô thị trầm mặc, hướng về phía Vương Lâm vái một cái. Vương đạo hữu, chuyện trước kia ôi, đa tạ đạo hữu đã tha thứ, chúng ta xin đi trước một bước, nếu ở trên tiên cương đại lục có cần gì thì chúng ta nhất định sẽ tuân mệnh. Người nói chuyện chính là Huyền Vũ chiến tướng, tay phải hắn giơ lên, đưa ra một ngọc giản, bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, gật đầu nhìn về phía Bạch Hồ chiến tướng ở xa xa, ngươi cũng đi đi. Bạch Hồ chiến tướng sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ cảm kích, hướng về phía Vương Lâm vái một cái thật sâu, đi tới bên cạnh đám người Huyền Vũ chiến tướng và Chu Tước chiến tướng, phức tạp nhìn Vương Lâm. Cảm ơn. Vương Lâm trầm mặc, ba người hóa thành ba đạo cầu vồng, bay thẳng về phía kim môn, chậm rãi biến mất trong đại môn, trở lại tiên cương đại lục. Tam Phi Đường San cắn môi, nhẹ bước tới kim môn, ở cách đại môn 10 trượng liền ngừng lại, xoay người nhìn về phía Vương Lâm. Cảm ơn ngươi, ngươi cũng đã giúp ta giúp ngươi, không nên cảm ơn nữa. Vương Lâm nhìn Đường San, chậm rãi nói. Đường San mở miệng giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại trầm mặc, đi về phía đại môn. Trong tích tắc khi thân ảnh dung nhập vào kim quang, chuẩn bị biến mất thì nàng đột nhiên quay đầu lại. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Vương Lâm không nói gì, hai mắt Đường San ảm đạm hẳn, bị kim quang tràn ngập thân ảnh khiến cho vẻ ảm đạm trong mắt trừ chính nàng thì không ai biết được, từ từ biến mất trong kim môn. Đến lúc này thì tất cả những người không thuộc về động phủ giới đều đã rời đi. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua đám người Lam Mộng Đạo Tôn, cuối cùng nhìn về trăm trượng hư vô phía sau, ôm quyền vái một cái. Nơi đó là một vùng hư vô, không có một thân ảnh nào, thoạt nhìn vô cùng tầm thường, cũng chẳng hề có sóng gợn. Nhưng Vương Lâm vái một cái xong liền cất giọng nói, Huyền La Đại Thiên Tôn tiền bối, người theo ta một đoạn đường từ ngũ hành tinh tới tiên giới, lại tới cả trung tâm của động phủ này, hôm nay thấy ta mở được đại môn của động phủ, xem thế đã đủ chưa, còn không hiện thân sao? Trong tích tắc khi Vương Lâm nói xong, vùng hư vô đó đột nhiên vặn vẹo, mơ hồ có một thân ảnh xuất hiện. Biến cố đột ngột này khiến cho tâm thần mọi người chấn động, đồng loạt nhìn lại, người làm sao biết được tên của bổn tôn? Một giọng nói nhu hòa vang lên từ thân ảnh mơ hồ vừa xuất hiện kia. Lời nói này truyền ra, chỉ thấy trong vùng hư không Vương Lâm vừa vái, thân ảnh Huyền La Đại Thiên Tôn trở nên rõ ràng, cuối cùng xuất hiện tinh không. Trong nháy mắt khi nhìn rõ Huyền La Đại Thiên Tôn, thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn và Thác Sâm biến đổi, đồng tử trong hai mắt co rút, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Bọn họ đối với sự xuất hiện đột ngột của Huyền La Đại Thiên Tôn căn bản không hề phát hiện ra chút nào, dù giờ phút này ánh mắt có thể nhìn thấy hắn nhưng nếu nhắm mắt lại, chỉ dùng thần thức thì vẫn không thể phát hiện ra. Huyền La Đại Thiên Tôn cũng không nhìn tới Thác Sâm và Lam Mộng Đạo Tôn, khóe miệng mỉm cười nhìn Vương Lâm, chưa đợi hắn trả lời vì sao lại biết nơi ấn thân của mình, mà điều bất ngờ hơn là hắn lại biết tên của Huyền La, điều này khiến Huyền La Đại Thiên Tôn cảm thấy khó đoán. Ta biết rồi, ngươi ở trong thế giới của Đệ Nhất Hoa, trong thế giới do Bạch Hổ định quy tắc đã thu lấy thần thức của tu sĩ ngũ hành tinh kia. Lúc đó ngươi âm thầm tìm tòi trong đám thần thức này, cuối cùng biết được chuyện xảy ra trên ngũ hành tinh, thế nên ngươi mới hành động như vậy. Huyền La Đại Thiên Tôn mỉm cười, chậm rãi nói. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, gật đầu. Trên thực tế cũng đúng như lời Huyền La Đại Thiên Tôn nói, tên tuổi của hắn đúng là Vương Lâm tìm được từ trong phân hồn của tu sĩ ngũ hành tinh kia. Ký ức trong phần thần thức đó không nhiều lắm, cũng không đầy đủ, chỉ có những chuyện mới phát sinh mà thôi. Trong đó có cảnh tượng sau khi Vương Lâm rời khỏi ngũ hành tinh, Huyền La Đại Thiên Tôn hiện thân. Điểm này Vương Lâm sau khi nhìn thấy đám tu sĩ ngũ hành tinh đã hơi nghi hoặc. Nhưng hắn lại không thấy cảnh lão già dám miệt thị cổ tộc chết trong tay Huyền La Đại Thiên Tôn. Chuẩn xác mà nói, Vương Lâm tìm hiểu ký ức đó là sau khi hắn đặt mai phục thất thải đạo nhân, chuẩn bị lấy mục ngư. Cảnh mục ngư biến mất quỷ dị khiến cho tâm thần hắn hoảng sợ. Từ đó về sau mới cẩn thận tìm hiểu lại, cuối cùng tìm được đáp án trong phân hồn kia. Trong đó hoa thứ hai, tại Đông Lâm Tông, Vương Lâm liền có phát hiện, từ đó về sau, ở trong vùng đất cổ mộ, hắn lại càng chứng thực được đáp án của mình. Lúc đó sau khi lùi lại ba bước, hắn đứng phía sau Huyền La Đại Thiên Tôn, một khắc đối phương ra tay, Vương Lâm liền rõ ràng chuyện mình biết là sự thật. Người sở dĩ có thể biết được vị trí chính xác của ta, hẳn là có liên quan tới mục ngư ta đúng là quên con thú này có thể cảm nhận khí tức của nhau. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.